tên lửa Nga phá hủy trường học và trung tâm y tế trẻ em Kharkiv. Vào sáng sớm Chủ nhật ngày 10 tháng 7, nhiều tên lửa của Nga đã làm hư hại một trường học và một trung tâm y tế cho trẻ em, theo các quan chức ở địa phương. Thật may mắn, trận pháo kích không để lại thương vong về người, nhưng hầu như toàn bộ cơ sở vật chất đã bị hư hại nghiêm trọng. Các tòa nhà của trường học đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Vadim Konstantin, người có cháu gái học tại ngôi trường bị hư hại, chia sẻ với Reuters rằng, Tôi nghĩ rằng đây là tội ác đối với quốc gia và nền văn hóa của chúng tôi. Một cư dân địa phương tên là Natalia Kavsina cho rằng Nga nhắm mục tiêu vào các trường học của Ukraine nhằm ngăn cản người dân Ukraine học ngôn ngữ và văn hóa của họ. Họ không muốn chúng tôi học ngôn ngữ và văn hóa Ukraine, không có gì cả. Kavsina nói rằng khi nhìn vào đống đồ nát của nhà trường, ở một quận khác, một tên lửa đã phá hủy một ngôi nhà riêng và làm hư hại một trung tâm y tế dành cho trẻ em. Một nhân viên viện điều dưỡng trẻ em tại khu vực này cho biết thêm, tôi không nói nên lời, tôi thậm chí không muốn nghĩ về chúng. Các lực lượng Nga đã tấn công Kharkiv trong nhiều tuần nay. Chính quyền khu vực cho biết các tòa nhà chung cư và trường học đã bị nhắm mục tiêu với dân thường thiệt mạng. Nga tiếp tục pháo kích vào thành phố và vùng nông thôn xung quanh theo cách mà Kiev nói là nỗ lực buộc Ukraine phải rút các nguồn lực từ chiến trường chính và ở Donbass để bảo vệ người dân khỏi bị tấn công. Nga phủ nhận bị nhắm mục tiêu và dân thường trong cái mà họ gọi là hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine.